Alo, bạn đã click vào bài viết Khi củ khoai tây gánh trên vai cả thế giới của tác giả Tedesius. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Rất vui vì được gặp lại anh em trong chuyên mục Nhận Tri Thức, nơi chúng tôi chia sẻ những kiến thức trong cuộc sống. Ở các video trước, Spy Room đã cùng các bạn khám phá những sự thật thú vị về thịt, thứ tệ hại tuyệt vời nhất và trà, thứ đồ uống quyền lực nhất trên thế giới. Tiếp nối câu chuyện về đồ ăn thức uống, trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng mình tiếp tục khám phá những sự thật thú vị về một loại thực phẩm nữa nhé. Một loại củ vô cùng gần gũi, vô cùng bình thường nhưng lại không hề tầm thường. Thậm chí, như tiêu đề bạn đã thấy, nó còn gánh cả thế giới trên vai. Vì sao vậy? Vì sao củ khoai tây? Sức mạnh của nó tới đâu mà lại có thể làm được điều đó? Quyền lực và sức ảnh hưởng của nó so với trà như thế nào? Sẽ không để các bạn phải chờ đợi lâu nữa. Hãy cùng Spy Room tìm hiểu ngay trong video này nha! Đầu tiên, chúng ta phải khẳng định với nhau rằng khoai tây là một trong những loại cây trồng lấy củ được trồng phổ biến nhất trên thế giới. Có lẽ khi nói tới đây bạn sẽ hơi bất ngờ một chút vì ở Việt Nam, khoai tây cũng chỉ là một loại củ bình thường như bao loại củ khác. Nhưng trên thế giới, nó lại không hề bình thường chút nào. Khoai tây là loại cây trồng lấy củ rộng rãi nhất trên thế giới và là loại cây trồng phổ biến thứ tư về mặt sản lượng tươi, xếp sau lúa, lúa mì và ngô. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, một người Mỹ trung bình ăn gần 25kg khoai tây mỗi năm. Loài khoai tây hoang dã mọc trên khắp châu Mỹ, từ Hoa Kỳ cho tới miền Nam Chile. Khi bước vào một nhà hàng sang trọng hay đến một quán ăn vặt trên vỉa hè, mọi người có để ý rằng trong thực đơn phụ luôn có món khoai tây hay không? Có phải vì khoai tây rẻ? Hay vì nó là món ăn khá vừa miệng và phù hợp với nhiều thực khách chăng? Một lần nữa, chúng ta lại phải khẳng định với nhau rằng đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là kết quả của một quá trình kéo dài suốt hàng trăm năm của việc trồng khoai tây. Loại lương thực đã đóng góp một phần quan trọng vào sự phát triển của nhân loại. Chỉ khoảng hơn 600 năm về trước, nếu hỏi hầu hết mọi người trên thế giới củ khoai tây là gì, chắc chẳng có ai có thể trả lời được cho bạn. Vì đơn giản là ở toàn lục địa Á Âu và Châu Phi không tồn tại loại thực vật này. Khoai tây lúc ấy chỉ có tại Nam Mỹ. 8.000 năm trước, những bộ lạc sống ở dãy Andes, Peru ngày nay đã biết trồng khoai tây để làm lương thực. Với nguồn dinh dưỡng lớn cung cấp cả tinh bột, đạm và chất béo, và đặc biệt dễ trồng, khoai tây là một nguồn lương thực hoàn hảo cho vùng đất vốn dĩ quỹ đất trồng trọt ít ỏi này. Dần dần, loại lương thực này trở thành nền móng cho sự phát triển rực rỡ của nền văn minh tại Nam Mỹ. Và rồi, con người bước vào kỷ nguyên khám phá, Age of Discovery, những kẻ chinh phục đến từ châu Âu tiến vào châu Mỹ, hủy diệt các nền văn minh bản địa, cướp bóc vàng bạc châu báu và tất nhiên không quên mang theo những đặc sản địa phương. Khoai tây chính là một trong số đó. Và có lẽ những tay chinh phục người Tây Ban Nha khi mang thứ này về chắc hẳn cũng nghĩ rằng đó là khoảnh khắc họ đã thay đổi lịch sử thế giới mãi mãi. Ngược dòng lịch sử một chút, chúng ta hãy cùng nhau trở về châu Âu. Từ thời cổ đại đến trung đại luôn gặp vấn đề lớn về lương thực, khí hậu lạnh và dịch bệnh là nguyên nhân chính khiến cho sản lượng nông nghiệp của châu Âu luôn ở mức thấp. Từ thời cổ đại, đế chế La Mã đã phải dựa vào nguồn lương thực đến từ Bắc Phi để duy trì đế quốc. Đến thời trung đại, nền nông nghiệp thu hẹp lại thành các đồn điền tự cung tự cấp của các lãnh chúa. Loại lương thực chính tại châu Âu là ngũ cốc, trong đó người nghèo phải ăn những loại lúa mạch, yến mạch rất khó chế biến. Chỉ có tầng lớp thượng lưu mới có lúa mì để ăn. Điều này vô hình chung khiến cho kinh tế và quy mô dân số của châu lục này luôn thấp. Và một loại lương thực mới toanh, khoai tây, từ tân thế giới đến với châu Âu vào thế kỷ thứ 16, nó đã xoay chuyển ngoạn mục nền nông nghiệp của toàn bộ lục địa già. Thế nhưng, thật khôi hài là khi mới du nhập vào châu Âu, người dân ở đây rất coi thường khoai tây. Đối với họ, khoai tây chẳng có gì đặc sắc. Một loại lương thực nhạt nhẽo, xấu xí và đến từ một vùng đất xa lạ. Thậm chí, thay vì để ăn, khoai tây trở thành một loại cây cảnh cho giới quý tộc. Chính vì lẽ đó, củ khoai tây giống như một thứ bỏ đi, một loại lương thực mà chỉ đám dân mạt hạn, nghèo khổ, bần cùng mới đụng vào. Cứ thế dần dần, vì sức sống mãnh liệt của cây khoai tây và sự rẻ mạt của củ khoai tây, hầu như toàn bộ dân nghèo của châu Âu đều sử dụng loại thực phẩm này. Dần dần, trong âm thầm, khoai tây thay thế lúa mạch và yến mạch trên bàn ăn của người nghèo từ Pháp, Hà Lan, các thành bang của thánh chế La Mã cho đến đảo quốc Anh hay bên kia biển Baltic, ở nước Nga xa xôi. Để rồi sau 200 năm từ lúc du nhập vào châu Âu, năm 1750,
chính là năm đánh dấu khoai tây là lương thực chính của cả châu Âu. Khoai tây với đặc điểm về dinh dưỡng và khả năng canh tác dễ dàng với chi phí rẻ, nhìn chung đã xóa bỏ vấn đề an ninh lương thực của châu Âu trong thế kỷ thứ 18, đồng thời giúp cho châu lục bước vào thời kỳ bùng nổ dân số với nhân công ngày một đông và không cần lo nghĩ về bữa ăn mỗi ngày. Đi cùng với sự phát triển của nông nghiệp và dân số chính là sự cất cánh về kinh tế. Các đế chế mới được hình thành như Anh, Áo, Hà Lan, Phổ, Nga dựa vào sự phát triển đó bắt đầu xâm chiếm đất đai ở châu Mỹ, châu Á và châu Phi. Ở cường quốc trẻ, Phổ, vua Frederick đệ nhị đại đế được gọi là Cato Falconic hay vua khoai tây vì ông đã thuyết phục được dân nước mình trồng khoai tây diện rộng. Vụ mùa khoai tây ở Pháp thì tăng hàng năm. Đến giữa thế kỷ thứ 19, nước này thu hoạch đến hơn 4 triệu tấn khoai tây, giúp Pháp vượt qua thuyết bảy dân số của Malthus. Đặc biệt tại Anh, khoai tây chính là nền tảng cho cuộc cách mạng công nghiệp vào thế kỷ thứ 19, với chi phí rẻ và dễ dàng trồng trọt, giúp nuôi sống một nguồn nhân công khổng lồ. Friedrich Engels mô tả vai trò của khoai tây trong cuộc cách mạng nông nghiệp không kém gì sắt thép. Cuộc cách mạng công nghiệp thay đổi hoàn toàn bộ mặt của thế giới với điện, máy hơi nước, xe lửa, máy điện báo, đưa nhân loại bước vào kỷ nguyên hiện đại của máy móc. Như cuốn bách khoa toàn thư về nông nghiệp, Le Bon Jardin đã ghi lại, chưa từng có loại hoa màu nào được viết nhiều như thế, cũng chưa được nhiều người cảm khái đến như vậy. Không chỉ làm thay đổi lục địa già, khoai tây còn được mang tới châu Á, châu Phi và Bắc Mỹ theo dấu chân của người châu Âu. Mỗi nơi, khoai tây lại mang đến sự trợ giúp cho nền nông nghiệp sở tại và khắc phục tình trạng nghèo đói. Tại Đông Á, sự bùng nổ dân số dưới thời nhà Thanh được giải quyết với khoai tây. Không chỉ vậy, khoai tây cũng xuất hiện trong ngự yến hoàng cung như một loại đặc sản cho hoàng đế sử dụng. Không chỉ Trung Quốc, khoai tây cũng góp phần nuôi dưỡng người dân Ấn Độ trong thời kỳ thành thuộc địa của Anh. Cho đến ngày nay, khoai tây là một thực phẩm tất yếu đối với người Ấn Độ. Ngoài ra, bạn có biết thủ phủ khoai tây của thế giới nằm ở đâu không? Đó là thành phố Blackfoot, Idaho, Mỹ. Nói như vậy để hiểu rằng khoai tây ảnh hưởng tới nước Mỹ như thế nào. Từ một loại thực phẩm du nhập, khoai tây đã trở thành biểu tượng của văn hóa Mỹ với nền công nghiệp đồ ăn nhanh. Ảnh hưởng của nó chính là ngày nay, đi bất cứ nhà hàng tiêu chuẩn nào trên nước Mỹ hay thế giới, chúng ta sẽ luôn có món khoai tây chiên. Cái gì cũng có mặt trái của nó, khoai tây cũng vậy. Cuộc khủng hoảng khoai tây nào giữa thế kỷ thứ 19 tại Ireland chính là minh chứng cho việc quá phụ thuộc sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Ireland vốn là một đảo quốc nghèo đói cho tới khi du nhập khoai tây vào cuối thế kỷ thứ 16. Từ đó, nền nông nghiệp và dân số ở đây cũng giống như toàn bộ châu Âu đều phát triển vượt bậc. Đến giữa thế kỷ thứ 19, dân số Ireland đã tăng lên 8 triệu người so với mức 1 triệu trước đó hơn 200 năm. Tuy nhiên, quốc gia này quá phụ thuộc vào cây khoai tây làm nguồn lương thực, nên khi một dịch bệnh lạ tàn phá cây khoai tây từ năm 1845 tới năm 1852 đã dẫn đến một trong những thảm họa tồi tệ nhất lịch sử, khiến hơn 1 triệu người chết đói và 2 triệu người phải tha hương cầu thực, dẫn đến một làn sóng người Ireland nhập cư khắp thế giới. Tuy nhiên, bất chấp việc đó, khoai tây vẫn luôn là nguồn lương thực xương sống của đa số các quốc gia phương Tây và trên thế giới. Và cho đến thời điểm này, khi thế giới bước vào thập niên thứ 3 của thế kỷ thứ 21, khoai tây vẫn là thực phẩm được tiêu thụ đứng thứ 3 thế giới sau gạo và lúa mì, được Liên Hợp Quốc coi là thực phẩm bảo đảm an ninh lương thực toàn thế giới. Và thực sự, loài người chúng ta cần cảm ơn những củ khoai tây đã gánh vác trọng trách phát triển thế giới và bảo đảm lương thực suốt hàng trăm năm qua, để chúng ta hàng ngày vẫn có thể ăn khoai tây chiên sốt thịt phô mai ngon tuyệt cú mèo và xem Netflix suốt đêm. Hy vọng là các bạn thích bài viết lần này. Đừng quên like, share cũng như subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.